Mến chào anh em. Giờ này em review cho anh em mình xem một ít phụ tùng ha. Trước tiên là cái chụp đèn đam với lại 67 ha. Đó. Hàng Thái ha. Hàng Thái đa chi rồi, made in da băng đầy đủ ha. Đó, màu vàng chanh, rất là đẹp ha. Thích hợp cho anh em mình gắn 67 đam ha. Vô lần xe nổi bật lên này. Nhìn con xe nó bốn cái xi nhan nó hết sảy con 7 liền. Đó. 4 cây. 4 cái chụp để em báo giá luôn, quên. Báo giá luôn. Là 4 cái chụp này là 350 ha. 4 cái một bộ, 4 cái là 350 ha. Đó, Daichi nè. Made in dao băng nè. Sọc lớn, sọc nhỏ, sọc gần nào đầy đủ ha. Rất là dày dặn ha. Gắn vô xe là lên xe dữ lắm, nhìn xe nó giá trị nữa. Cao. Đó. Cái chụp đèn lái nè. Đó, chụp đèn lái 67 là 78 đồ ha. Đam đồ ha. Đó, hàng Thái ha. Đó, rất là dày dặn, chữ nghĩa đầy đủ ha. Made in da băng là đầy đủ rồi ha. Đó, lên xe là hết ý luôn. 4 cái xi nhan với lại cái chụp nữa là thôi, nhìn con xe rất là đã ha. Đó, chụp rất là dày, anh em thấy không? Dày dày cui. Chụp rất là dày, mũ nhựa rất là trong ha. Rất là trong. Đó, mũ nhựa rất là trong. Đó. Cái này là 250 một cái ha, 250 một cái. Đó. Đây là cặp nè. Cặp chân của 82 nè, của Thái nè. Rất là cứng cáp ha. Thật sự với anh em cũng còn ngon hơn tim. Tim lâu ngày quá này nó cái nhựa này nó bủn rồi. Nó bị nhão, nó bị oxy quá nhiều quá. Đó, một con Thái nè. Cứng ngắt, nó có một cái khúc sắt nó kẹp ở trong đây nha. Nên nó rất là cứng cáp ha. Nè, cái ngàm sắt đàng hoàng ha. Rất là cứng cáp ha. Đó. Cứng cáp ha. Rất là cứng cáp luôn. Rồi đây là cặp núm nè. Cặp núm nè. Cặp núm gấp, núm gấp trước gấp sau. Núm gấp trước gấp sau. Núm gấp trước gấp sau. Hàng Thái rất là đẹp ha, như zin. Nói chung là nói hàng Thái chứ sợ nó còn bền hơn zin lâu ngày quá nó bị oxy quá rồi. Nên là này nó còn bền hơn zin. Cặp đấm này cứ 120 một cặp ha. 120 một cặp ha, đen trắng trước sau bằng nhau ha. 120 một cặp ha. Con này cục hết nè. Hết nè. Đó, cặp hết này là 150 ha. 150 ha. Xài là bao anh em hết tặc tặc ha. Hết là hết tặc 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 luôn á. Rồi anh em có nhu cầu thì phụ tùng thì ới em qua số điện thoại là 0979 396 007 Zalo ha. Ha. Cặp chân chân này nãy anh như quên chưa báo giá. Cái này là 350 một cặp nè, 350k một cặp ha. Rồi, anh em mà có nhu cầu thì vui lòng alo em qua số điện thoại là 0979 396 007 ha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em xem kênh vui lòng cho em được like, một lượt share, một lượt subscribe, đăng ký kênh ủng hộ bên em phát triển kênh YouTube ha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau.